Xin chào các bạn, và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về tính năng mình yêu thích nhất trên Android 10. Đầu tiên là mình biết có rất nhiều người sử dụng điện thoại Android, nhưng chỉ có một số rất nhỏ đang hoặc sẽ được trải nghiệm Android 10 trong thời gian gần sắp tới. Nhưng mà mình làm video này để chia sẻ các bạn biết là cái tính năng hấp dẫn nhất Android 10 đối với mình sau một khoảng thời gian sử dụng là gì. Đồng thời thì biết đâu nó sẽ tạo một chút động lực cho các bạn mua một chiếc điện thoại nào đó có sẵn Android 10, hoặc là sẽ được cập nhật Android 10 sớm hơn những chiếc điện thoại khác. Và tính năng mình yêu thích nhất trên Android 10 không phải là Dark Mode, không phải là chế độ bảo mật mới, không phải là các quyền này nọ, mà chính là cái gesture điều khiển hệ thống trên Android 10 cực kỳ là phù hợp cho mình trải nghiệm với một cái màn hình tràn viền. Và mình nghĩ Google đã làm cái này sớm hơn chứ không phải là chờ tới ngày hôm nay mới có những chiếc điện thoại của mình. Và cái thao tác cơ chế này bởi vì làm sau nên là Google phải nói thẳng thắn ra là họ đã học tập khá là nhiều những thương hiệu khác làm trước. Ví dụ như là iPhone chẳng hạn thì chúng ta đã có cái vạch này từ trước. Cái vạch này có thể thay thế cả phím Home và phím đa nhiệm bằng một cái thao tác cử chỉ duy nhất, đó chính là vuốt lên là về Home và vuốt và giữ để vào thao tác đa nhiệm. Khi mình lần đầu sử dụng cái thao tác cử chỉ này thì mình không hề tốn thời gian để làm quen gì cả. Chỉ mất khoảng vài phút đồng hồ thì mình đã sử dụng nó nhanh chóng, không thua gì việc sử dụng ba phím điều hướng như hồi xưa. Cái tiếp theo nữa chính là trên điện thoại Android chúng ta còn có thêm phím Back mà iPhone không có. Và Google đã chọn cách xử lý cái phím này giống như điện thoại Trung Quốc, chính là vuốt bên cạnh Home. Các bạn có thể vuốt cạnh trái hoặc cạnh phải để mà quay trở lại, rất nhanh và mượt mà. Ngoài ra thì các bạn có thể tùy chỉnh được một số thứ bên trong cái giao diện hệ thống này. Mình sẽ cho các bạn xem. Trong hệ thống, các bạn vào phần cử chỉ hệ thống thì các bạn có thể điều khiển được cái mức độ nhạy cảm của cái cảm ứng viền này. Bởi vì phím Back á, thì đôi khi các bạn vuốt nó sẽ trùng với một số thao tác bên trong ứng dụng. Các bạn vuốt ngang bên trong ứng dụng thì dễ bị trùng với phím Back này. Thì các bạn sẽ điều chỉnh được độ nhạy nó phù hợp để không bị nhạy quá mà các bạn bị điều khiển trong game thì nó bị sai này nọ. Tuy nhiên Home, Back hay đa nhiệm không phải là thao tác mình yêu thích nhất trên bộ cử chỉ mới đến từ Android 10, mà nó đến từ hai thứ. Đầu tiên chính là việc gọi Google Assistant. Bởi vì từ sau khi Google Assistant được hỗ trợ tiếng Việt thì mình rất là thường xuyên gọi chị Google để nói chuyện cho vui này, hoặc là điều khiển nhiều thứ trong khi mình không rảnh tay, ví dụ bật đèn pin hay gọi cho ai đó thì mình thường sử dụng Google Assistant. Và hồi xưa với những máy không có phím riêng hỗ trợ, các bạn sẽ phải giữ phím Home. Đó là thao tác không hề thân thiện một chút nào, bởi vì mình không chắc là khi nào mình giữ là đủ hoặc là mình giữ đúng phím Home chưa. Và đôi khi rất nhiều lần mình bấm nhầm trúng cái phím Home này, thay vì chỉ là bấm về phím Home thôi nó giữ nó gọi Google Assistant rất là phiền. Thì lần này chúng ta đã có thao tác để gọi Google Assistant cực kỳ tiện lợi, vuốt từ góc màn hình ra qua thì các bạn đã kích hoạt được Google Assistant nhanh chóng và cực kỳ gọn gàng luôn. Bởi vì mình biết khi mình vuốt cái cạnh dưới như thế này thì chắc chắn là chúng ta đã gọi được Google Assistant. Cạnh phải hay trái gì cũng được thì mình đều có thể gọi được Google Assistant rất là nhanh chóng. Và cái thao tác này nó không hề bị trùng với thao tác vuốt đa nhiệm hay là vuốt về Home gì hết. Ngoài ra cái thao tác cuối cùng mà mình ưa thích nhất đó chính là vuốt chuyển đổi giữa các ứng dụng. Khi các bạn vào Facebook chẳng hạn, vuốt cạnh dưới để mà chuyển qua ứng dụng về trước, chuyển về ứng dụng trước, chuyển về ứng dụng trước, chuyển quay lại, chuyển quay lại, chuyển quay lại. Vì bản ROM của mình là bản ROM boot và nó là beta thôi nên là hơi lag một chút, nó có chớp màn hình khi chuyển qua từng ứng dụng, nhưng đó là lỗi của ROM thôi. Còn đối với Android 10 chính thức thì sẽ không có hiện tượng này. Và Google đã thật sự chậm chân trong việc là đem những cái thao tác cử chỉ này lên điện thoại của mình, nhưng mà họ đã làm rất tốt. Chưa có chiếc điện thoại Android nào có khả năng vuốt và chuyển đổi ứng dụng nhanh tuyệt vời được như thế này. Đối với một người làm việc đa nhiệm nhiều và thường xuyên chuyển đổi nhanh việc ứng dụng thì cái thao tác mới này là vô cùng cần thiết đối với mình. Ngay cả một cái rất là hay mà Google cũng chăm chút đó chính là các bạn ở màn hình chính này, vuốt ở dưới thì sẽ quay lại ngay ứng dụng liền trước đó mà không cần phải mở đa nhiệm, rất hay đúng không? Này, ở màn hình chính, vuốt cạnh dưới, quay trở lại ứng dụng liền trước, cực kỳ nhanh và tiện lợi. Và các bạn nên trải nghiệm cái tính năng này một lần để các bạn thấy nó tuyệt vời như thế nào. Và hết rồi, đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình mong rằng các bạn cũng đang có một chiếc máy nào đó sử dụng Android 10 để trải nghiệm được những thứ giống như mình. Còn nếu không thì các bạn nên lựa chọn chiếc máy nào đó có sẵn Android 10 hoặc được cập nhật Android 10 trong thời gian sớm để trải nghiệm những tính năng này. Cảm ơn vì sự quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. À, riêng với những bạn đã dùng Pocophone F1 mà chưa biết lên Android 10 thế nào thì comment nhé, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.